ba bốn cây cầm luôn rồi, nguyên chòm này luôn rồi. Có mấy cọng dây điện ngang sông luôn. Quá trời đông luôn. Lên cái này trước nha, mà thì được có ba cọng dây điện đi qua sông nha, qua thuốc bên sông mình luôn nha. Yeah.
Chút nữa xuống rồi. Nhánh này còn mắc kẹt trong đèn nhưng mà nó bị cái mắp ở trên đó. Lần đầu mình quen thả nữa. Anh cũng còn nhỏ tuổi nữa. Đó mỗi người mỗi cây luôn nha mà. Mấy anh đang mé dài lên luôn nha.
ám mà mưa nên nó không được sáng lắm. Hay quá chứ cái gì luôn. Ở đây là mình thấy ba anh thợ luôn nha bạn. Ở ngay giữa là anh Phương, nắng là anh Thuận nha. Ba người ba cây luôn nha bạn. Cái này lần đầu mình quay anh thợ này nhé mà. Thấy anh đi cày cũng vững, rất là vững nha. Nó có trúng nhánh đó không? Nó có trúng nhánh đó không? Nhánh này nè. Không phải không? Đấy đây là... Rồi rồi con cắt ra trên hết đi, tỉa nhánh nhỏ nhỏ trên hết đi. Cái nhánh này mất bột gai, cắt nhỏ nhỏ nha. Cắt ngang mở miệng cắt cây ra nó cho bay bảnh luôn.
bay qua nó luôn mà. Nó bay qua bên kia đó. Anh Thợ này, anh Lâm Anh này là đệ tử của chú Tám này. Tám người ngoài cũng hơi lớn tuổi. Yeah.
thơ này nhỏ tuổi mà cắt cây khá là vững luôn, cắt khéo luôn. Rồi, qua đi, qua đi. Cái nạn luôn. Hehehehe.
Lên phường lên đọt nó luôn nha mày. Chờ mày làm cũng khá nhanh luôn. Yêu yêu em.
Anh Phương còn ba tượng nữa mà. Đây thì em xuống rồi. Vườn xuống đến cuối luôn nha, trời mưa rất hồng, nhìn gió tới luôn. Thì là anh thấy dây lên anh chặn bấm lóng cái này không ạ?
Vậy là anh bấm ngang đó khúc nha bà. Dạ được rồi. Lỡ rồi quay xong này hả? Là anh bấm khúc đó rồi. Clip có dài quá mình chia ra 2 clip nha. Các bạn xem cũng thông cảm nha. Tại vì dài quá khi mình xem nó cũng chán. Xuống ụng xong anh xuống luôn rồi. Xuống bắt đầu cắt gốc nè. Vậy ông ở đây ông móc cái gốc này chút mình cắt ngang gốc luôn nha bạn. Ở đây không là khoảng 4 gốc rồi. Rồi, giờ mình kết thúc cái clip này đây các bạn. Hẹn các bạn lại clip sau nha. Bye bye các bạn nha. Clip sau mình sẽ quay cắt 4 cái góc này các bạn.